Xin chào tất cả các bạn. Đến với video clip hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn cách sử dụng cái hàm average, hàm tính trung bình cộng. Thì trong những cái video trước á, mình đã có làm ba cái video hướng dẫn cho các bạn. Rồi đó là hướng dẫn và sử dụng hàm hàm sum, hàm max, hàm min. Mình có phân tích và ví dụ chi tiết đối với từng hàm. Thì đối với trong video hôm nay mình sẽ phân tích cũng như ví dụ chi tiết cái hàm average, hàm tính trung bình cộng. Thì công dụng của nó là các bạn là dùng tính trung bình cộng các số. Khi cần tính trung bình thì ta dùng sử dụng cái hàm này. Cú pháp của nó là khi trong bảng Excel chúng ta gõ bằng average nấm vào một bóng nấm vào hai. Thì trong đây nấm vào một nấm vào hai là các đối số chúng ta cần tính trung bình của các số này hoặc một cái vùng địa chỉ. Nếu mà một hai có thể là vùng địa chỉ 1, vùng địa chỉ 2 các bạn. Kết quả của hàm là trả về giá trị trung bình cộng của các số trên. Đây, chúng ta ví dụ nữa các bạn. Average của 1, 2, 3, 4 thì trung bình của 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 chia cho 4 thì nó ra kết quả là 2,5. Các bạn, hàm tính trung bình nó rất là hay. Thì ở đây cũng luôn có một lưu ý cho bạn là cái này là hàm average, hàm tính trung bình cộng của một con số các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ ví dụ chi tiết để cho bạn hiểu hơn. Đây, giả sử bây giờ mình có một cái bài tập đây, giả sử mình có một cái bảng điểm toán lý hóa, mình làm ngắn theo bạn có 3 môn của các bạn có tên sao. Bây giờ đề bài bắt đầu là chúng ta tính điểm trung bình của các bạn này, thì chúng ta sử dụng cái hàm đó là average. Rồi tại cái chỗ cột và điểm C, cột G nè, rồi đâm đó bạn, điểm trung bình của bạn Nguyễn Văn C, bạn gõ bằng average đây, nấm vào một nấm vào hai. Các bạn nấm vào một là môn toán nào bạn, nấm vào hai là môn lý, rồi nấm vào ba là môn hóa, rồi chúng ta đóng ngoặc lại enter, kết quả nó trả về là 6,9. Thì đối với cách này nó thì các bạn giả sử nó có rất là nhiều môn thì các bạn gõ này rất là lâu đó, mình sử dụng cách mình kéo vùng dữ liệu các bạn. Rồi đây mình sẽ hướng dẫn đó là hours đây. Rồi chúng ta kéo vùng dữ liệu là từ môn toán cho đến môn hóa. Rồi sau đó chúng ta enter. Đó, nó ra kết quả cũng tương tự nhưng mà chúng ta làm rất là nhanh. Rồi giả sử như con số nó hiện ra 6,99 mấy rất là nhiều, giả sử mình chỉ các bạn là vào nấm bờ. Giả sử bây giờ mình cho nó hiện tới 3 số nè, các bạn thấy không nè. Hiện tới 3. Thì làm sao để chúng ta chỉnh lại là lấy nó làm tròn là 6 chấm mấy thôi. Thì chúng ta lít chuột phải nè. Đó, hiện tại nó điểm của nó là 6.8 67 thì chúng ta làm tròn là 6.9 đúng không? Rồi chúng ta lấy chuột phải vào đây vào phục má sao. Trong cái nấm bờ này các bạn chọn vào nấm bờ luôn nha. Đây, phục má sao, nấm bờ sau đó chúng bạn decimal màu lay nè. Chúng ta chọn là chỉ một thôi. Một thôi. Thì nó cái dấu phẩy nó chỉ phẩy một con thôi các bạn ha. Rồi ok, 6.9 á, làm tròn là luôn các bạn. Rồi tương tự thì các bạn kéo kéo công thức xuống ở những cái ô còn lại đây. Đây chưa có các bạn. Rồi đó là bạn của văn học này là khu văn đường này là 8 chấm là bạn vừa đủ rồi, giỏi luôn. Đây là cái điểm trung bình của từng bạn này, ở Nguyễn Giang đây đó. Chúng ta chỉ cần làm một lần thôi, chúng ta kéo công thức các bạn. Rồi giả sử đề yêu cầu thêm một lần nữa, yêu cầu thêm một cái yêu cầu nữa, đó là các bạn tính điểm trung bình của môn toán, tức là của tất cả các bạn này học á, trung bình của nó của các bạn này là bao nhiêu, cũng lý là nhiêu quá nhiêu, thì chúng ta sử dụng tương tự bằng average. Rồi chúng ta kéo vùng dữ liệu từ trên xuống nha bạn, enter, rồi là 7.2, tức là của tất cả trung bình của tất cả các bạn này nè, học của môn toán này nó là 7.2. Rồi chúng ta kéo qua tới đây đó là 7.2 trung bình luôn này. Rồi trung bình của tất cả luôn các bạn luôn là 7.2 đó.
Cái đó là cái công thức tính hàm trung bình. Thường ở trung bình thì tính trong cái đề thi nếu có các bạn là tính một cái bảng điểm hoặc tính một cái giá trị nào đó của hàng hóa. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua ví dụ thứ hai. Ví dụ mình sử mình có bảng nhiệt dự trù vật tư. Đề bài yêu cầu chúng ta là tính giá trị trung bình của đơn giá, số lượng thành tiền trả trước còn lại. Thì chúng ta đặt vào cái ô đơn giá đó bạn, tính trung bình để mà sử dụng làm bằng average. Rồi, chúng ta kéo vùng dữ liệu xuống nha các bạn. Ở đây nó có nhiều tới 8 loại giá trị lần như đó, là nếu các bạn nhập từng loại giá trị nó lâu và kéo một vùng dữ liệu. Nó kéo hết nha bạn, từ là ô D3 cho đến D10. Rồi, chúng ta đóng ngoặc lại là enter, lại ra kết quả nè bạn. Trung bình con này ra là 72.900. Rồi, tương tự chúng ta kéo công thức qua bên đây cho các ô cột còn lại. Đây. Rồi, giá trị của con này là số lượng nó trung bình của nó là 285,125. Thì con số phẩy nó dư quá. Quá ba con thì các bạn vào nắm bờ. Chúng ta chỉnh một con theo bạn. Ở chỗ decimal đây là bạn chỉnh số 1 thôi. Rồi, ok. Đây là nè. 285,1. Rồi, đây cũng tương tự. Rồi, các bạn. Đó là cái hàm average. Thì cái hàm này nó cũng tương tự như các hàm chúng ta đã được hướng dẫn ở các video trước, thì nó bên trong nó cũng có các đối số và nó cũng đơn giản. Chủ yếu là các bạn nhớ cú pháp của nó và tên hàm thì chúng ta sử dụng được. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video hướng dẫn của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video hướng dẫn tới. Mình sẽ làm các hàm còn lại trong Excel cũng như là có ví dụ minh họa để cho các bạn hiểu chi tiết luôn. Xin cảm ơn các bạn.